cái tay này hết, còn tay chỉ vịn thôi, vịn kìm chặt. Tay kia cố định lại, tay này hất trong cho. Hất cho nó xây dòng. Hất rồi rớt đắt ráo luôn nè. Mời cả nhà mình món cóm ha. Giống cóm hả mẹ? Ờ ngon ta. Món này lâu lắm rồi. Ờ nhưng mà lâu lắm rồi đó, hồi nữa con còn nhỏ. Bây giờ bưng đi phơi hả? Nó khô cả nào giờ mẹ? Queo luôn hả? Queo luôn, rang nó mới nổi. Rồi mình rang giòn rồi mình ngào đường lên. Cái món này hồi xưa ở nhà mà không có gì ăn á, lúc nào cũng có cơm khô. Mình để làm thính nè. Rồi cái lấy ra rang làm bánh ăn. Rồi bây giờ mình bưng đi phơi. Ủa cái này nè. Cái thau nước để mẹ nhúng đũa cho nó không dính. Đem ra sành phơi. Bữa nay mình sẽ làm món cơm khô ngào đường ha. Giờ xiến đang chuẩn bị ít lửa củi. Củi lửa. Đốt bằng cái muỗng dùa hả? Thì cháy tay á. Mẹ đang chuẩn bị cơm khô hả? Nó bị đóng cục hả? Ra coi thử cái. Này mẹ phơi mấy ngày mà? 2. Khô queo luôn ha. À, đóng cục nhìn nè, mình phải dầm nó ra. Răng nó mới đều. Cái món này thì ngày xưa nhà cũng thỉnh thoảng hay ăn. Tại vì cơm dư đó, để làm bánh. Cơm dư làm cướp. Làm cơm. Với làm thính thôi mà, thính làm mắm. Này giờ phải đập cho nó vụn ra để chút cho rồi. Nó đều ha. Rồi nè. Chứ không mà nó để cục như vậy nè thì nó không có ăn không có ngon. Bữa là con nhớ mẹ phơi là mẹ có cho nó vô nước để cho nó rã nè ha. Mẹ bóp nó ra rồi mà nó còn dính lại. Rang trước hả? Rang cho nó chín rồi. Cái thắng cái đường, nó đường kẹo. Cái gì xào nó vô. Gừng cho nó thơm nhưng mà không có khéo như cốm đâu. Mẹ nói sẽ không có khéo như cốm người ta bán nhưng mà nó sẽ dính cục lại, giò cục được ha, chắc giống xào giò. Lát nữa mình ém nó vô đây nè. Lát nữa mình xào xong mình ém nó vô cái này nè. Mẹ cho vô khuôn. Cái đường nó nguội cái nó đặc lại. Dạ. Tại lâu lắm rồi con không ăn nên con cũng quên mất tiêu. Mẹ nhắc mới nhớ. Cái này cũng phải trên 20 năm rồi đó. Lúc đó là nhà con nhớ con nhỏ xíu à. Cho anh em có làm cái món này không xíu? Có anh. Có luôn hả? Cơm ngộ dư á. Hồi xưa hàng xóm hay qua lại á mẹ. Nhà này qua nhà kia nấu cái món, cái nhà kia qua nhà nọ. Dạ. Mà cũng vui ha, ra ngoài sân ngồi vậy đó, cái một nhà nấu một món. Cái dài bữa cái thay phiên. Hôm bữa ở nhà xuyến có mang vô đậu đen đó. Hôm nào mình làm món cơm nếp đậu đen ăn. Ủa cơm nếp đậu đen với sòi đậu đen nó giống hay khác ta? Cơm nếp đó thì nạo dừa sáp, đậu vô rồi đậu phụng rang. Rồi còn xôi thì không có đậu phụng rang mà không có sát dừa mà nấu bằng nước cốt dừa. Tức là xôi là nấu chỉ nước cốt dừa thôi. Không có sát dừa. Không có dừa sát. Còn nấu cơm nếp thì trộn với dừa nạo á. Bởi vậy con cũng không nhớ để phân biệt nữa nè. Bữa nào mà nấu cho. Cơm nếp ha. Cơm nếp đậu đen. Cơm nếp đậu đen. Nó khác xôi đậu đen xíu à. Chứ không phải xôi. Nấu cho nó sôi. Nấu như nấu cơm vậy đó. Nấu đậu chín rồi bỏ nếp vô. Còn xôi là hấp. Xôi là hấp. Còn kia nấu như nấu cơm. Sàn là vậy nè. Dạ. Xíu không có làm được quá hả? Nè, nè làm nè. Cái ca bự quá, dày quá cũng bỏ luôn. Rồi mình bỏ cái nhãn này đi. Dạ. Cái nhãn này nè.
nó không có đều, răng nó mau khét. À, rồi dạ, giờ mình lấy cái to nha. Dạ. Vậy là lấy một cái này là cái dừng hả? Cái này là dừng tắm. Cái dừng tắm. Cái dừng tắm là gạo gãi là dừng tắm. Còn cái này là cái giờ cái sàn bắt thóc. Là mình đi chà lúa về hồi đó nó không có giống giờ. Dạ. Giờ máy chà ra lộn lúa nhiều lắm. Dạ. Rồi cái này thì dừng tắm nát. Có thấy hai cái giống nhau mà nó tên gọi khác nhau ta? Ờ, cái này là cái sàn. Cái này cái lỗ lớn hơn nè. Còn cái lỗ lớn hơn nữa là cái gì mà? Cái lỗ lớn nữa cái xịa. Cái xịa. À, cái này là cái dừng nè. Dạ. À. À, chị chuẩn bị ăn cơm. Rồi cái này chị là cái sàn nè. Giờ mình lấy cái to ra nè. Quá trời tên luôn. Nè cái mẹ lấy cái to hơn nè. Lấy cái to ra đâm lại. Đó, nó vậy mới được đó. Nó gãy từ hộp vậy nè. Nếu mình nó tách ra từ hộp làm bánh ninh thì mình phải bắt buộc phải làm vậy. Phải to vậy cũng được hả? Ừ, từ hộp đó. Cái này là được đó hả mẹ? Cái này là được nè. Giờ cái to đâm ra tiếp. Ủa rồi cái nhãn mình làm gì giờ mà? Cái nhãn mình bỏ. Còn nếu mà không bỏ thì mình răng riêng. Dạ. Yeah. Nó vậy nè sư. Ừ, không thấy hả? Rồi cái này là được rồi ha. Cái sàn, cái xịa, cái tràng. Cái tràng, cái nia. À. Nhiều tên quá ha. À. Cái lớn hơn này là cái nia. Dạ. Yeah. Còn cái nhỏ vậy là cái tràng. Cái nia kìa. Dạ. Này là tràng. Tràng. Rồi cái lớn mà lỗ to thì cái xịa. Xịa. Cái xịa. Cái sàn rồi cái dừng ha. Cái này là cái dừng. Cái này là cái dừng. Dạ. Còn cái này là cái sàn. Con họ không biết tên chắc xíu không biết quá. Cái này là cái nia. Dạ. Cái tràng lớn á, cái tràng lớn. Nó nia đó. Dạ. Không biết sàn là sàn vậy đó. Chưa biết sàn sao? Sàn nè, để sàn nè. Thấy không? Vậy là biết sàn nè. Thấy không? Rồi xíu sàn em giống mẹ không? Mẹ đang thử gây xíu sàn của mẹ không? Vậy không biết sàn. Lắc rồi. Mình giúp cát sạch rồi mình sàn bỏ cát to đi. Dạ. Cái mình bỏ cát vô mình rang cho nóng mình mới bỏ cơm khô vô. Ừ. Rồi cái mình đổ ra cái sàn hồi nãy á. Bây giờ bánh in là làm bằng gạo hay mì? Bằng nếp. Nếp. Ừ. Nếp cũng làm cơm mà khô mà. Nếp xôi. Nếp xôi cho nó hơi khô khô á. Dạ. Rồi cái mình mới nếp xôi. Nếu mà như không sôi thì nấu cơm được không ạ? Không được. Nấu cơm phải sôi. Nó có đều. Dạ. Nấu cơm nó hột nếp nó nở quá không có được. Còn cái này mình sôi nó vừa chín á. Dạ. Nó còn chưa có mềm á. Rồi cái mình đem mình phơi. Phơi như cơm khô vậy nè. Mình rang rồi xay. Nó xay tay vào một khối đó. Xay bằng cái cối đá hả? Cái người rang này người xay. Nó còn nóng nó mới nhịn. Là nó nóng hổi rồi bỏ xuống rang luôn, xay luôn. Ừ. Nó còn nóng nó không có bị sữa. Nhưng mà phải dừng cho ra cát trước phải không? Vậy nè, cái mình dừng ra cát này cái mình. Dạ. Nó xay trên nè. Dạ. Nó có lần mà làm ít vậy hả mà? Nó đều. Một lần mà rang một cái linh cũng làm nhiêu vậy nè. Trời, vậy là bánh anh cực quá trời ha. Mà nó mau lắm trên. Dạ. Đổ vô trộn trộn với phình lên hả? À. Tại vì cát nóng dữ lắm. À. Cái đổ vô cái trộn với cái gì cái nó phình trắng là cái trút ra. Dạ. Này nhắm chừng cả nào giờ mà vàng luôn hả mà? Giờ hơi hơi vàng vàng hả? Tại vì mình không có răng bằng cát á. Nó không có chín đều. Thành ra nó bắt buộc phải hơi vàng. Còn mình răng nếp á, nó vừa phình lên trắng lên nè. Yeah. Mà không có bằng bộ thành phố. Bộ thành phố nó chắc dữ lắm. Còn yeah. Mình, chắc máy công nghiệp làm nó đều. Còn mình răng không bằng. Còn công tô này mình răng nó hơi vàng vàng. Tại vì nó không có chín đều. Dạ. Này phải canh để khét ha. Xong hả em? Xong hả? Ăn món này không cực quá ha.
cái gì ở sông giá rảnh. Đúng rồi, hồi xưa mình có nhiều thời gian. Mấy cái nhỏ xíu nè. Mấy cái nhỏ. À, hạt chi nãy mẹ dừng ra trước. Tại cái nhỏ sẽ bị nóng nhiều, nó nhanh khét. Mẹ con coi kìa. Đều quá ha. Rồi mẹ tiếp tục mẹ thứ hai. Rồi ra thì nãy giờ có con hả? Con đi lát nữa chứ lấy cái ràng với cái chừng nhỏ đang ra cái miệng ra bỏ. Hồi xưa nhớ mẹ ra rồi cái anh chị Tân Ca với anh Bảo ngồi chờ. Hồi xưa ba đi làm suốt à, ít có khi vậy hả? Nhà có mẹ với ba xíu. Nó rộn cũng ra chung nữa. Đi ráo đâu anh nhà? Ở nhà với ai? Cỏ chút xíu, cả sơn hồng có nhiều cỏ rồi đó. Cả sơn hồng có nhiều cỏ. Sơn đâu biết cái nào cũng cỏ. Ờ, đó con không phân biệt được. Em không biết làm sao mà nó rớt rồi đây. À đúng rồi ha. Nó rớt xuống rồi mẹ, mấy cái đen đen nè, mấy cái nhuyễn nó bị cháy. Nó nát. Ừ. Tại vì này mình làm nhiều mới có kinh nghiệm. Đây con ra đi mẹ làm cho. Dạ. Nó đi vòng tròn thấy không? À sàn là vòng tròn, còn nãy xíu thì đẩy lắc qua lắc lại thôi. Là không có giống không? Nó nhìn anh thấy đi vòng tròn hết không? Dạ. Yeah. Đó mẹ chờ gạo gì mẹ ở phía sàn nha, mẹ sàn cực lắm. Ở nhà ngoại mua gạo bán á. Yeah. Ờ, mình thấy sàn bắt tắm ra với bắt thóc ra chứ còn thóc á, hộp cuốc chứ còn hộp thóc á. Sàn nhìn là cái mấy hộp thóc nó gom lại đây nè. Cái gườm này nè, đó con thấy mấy hộp to to gườm lại đây. Anh nằm anh trên nè. Đây mấy hộp to gườm lại nè. Nó sàn vậy đó. Nó đi tròn vòng hết nè. Cái hộp lúa gườm lại anh dĩa. Ngon rồi ha. Đều quá. Ngon quá nè. Giống như cóm luôn, giò rậm mà. Nhưng mà thơm thơm, mùi gạo giòn mùi cốm nhưng mà nó còn là chắc rồi, phải ngào đường thì mới ăn được. Chuyện về biết lắc vòng vòng rồi đó. Nó tập làm đó. Làm chơi chứ gì là đâu có sàn gì nữa. Anh biết làm sao không? Anh biết làm sao không? Vậy nè, cái tay này dịnh, cái tay này hết. Nè. Cái tay kia làm trụ, cái kia làm trụ cột, à, cái tay này hất vòng xây vòng tròn. Hất lên vậy nè, để cho nước cho thắng đường không mà. Giờ mình cho khoảng 3 muỗng đường. Này khoảng chừng 3 chén cơm chiên. Cơm rang, gạo rang. Này cho 3 muỗng đường. Đây nếu mà ít ngọt á thì nó sẽ không dính. Nó không dính. Ngọt nhiều quá thì ăn không nổi. Đây đường nè mẹ ơi, gừng. À xin chuẩn bị gừng nè. Xếp gừng vô thôi. Nè. Bỏ vô luôn. Cho vô luôn hả mẹ. Đây. Rồi được rồi, đủ thơm nè. Nhiều quá cay mấy miếng nhỏ ăn được. Vậy là nước, đường với gừng ba cái thôi. Cho miếng dầu nữa không? Dầu ăn nữa ha. Đây cho xíu dầu được dầu. Chi vậy mà? Chi trơn hả? Ừ, cho nó bóng. Ờ, chút xíu là vậy mà. Chắc cho bóng đẹp chứ. Ừ, cho nó không dính chảo. À. Ừ. Cho miếng dầu vô nó không dính chảo. Dạ. Rồi, không biết bà con mình có nhớ món này không ha? Hiện giờ mình chắc chắn là không ai làm hết á. Chỉ có hồi xưa nhà ở dưới quê thì hay làm. Đó là thường luôn. Dạ, chứ giờ thì thường mình ra ngoài mình mua bánh mua cốm ăn chứ còn tự làm món này là chắc không có rồi. Nó tốn công hơn nhưng mà cũng dễ làm mà. Với lại mình chê mình không ăn chứ nó khó cái là ở như ở Sài Gòn thì không có sẵn mấy cái vừng nè mấy cái mấy cái đồ để mình đãi nó ra đó cái lớn cái nhỏ đó.
không chỗ phơi nữa. Dạ, giống như cái này mà nãy mà mình để chung á, nó sẽ bị khét những cái hạt nhỏ. Sao không lại phổ bà nội đi? Mang dép gì nãy giờ đi chuyên công chạy ra rồi, bây giờ mang dép nữa. À, kẹo đường, đường kẹo rồi nè. Bây giờ mình cho vô mình xào nó không? À, kẹo đường ha. Dạ. Để xào cho đều là được hả mẹ? Cho đều là được. Này chắc nó nguội tầm khoảng 5-10 phút là ăn được hả? Ừ, nguội. Rồi, nhấp xuống ha. Dạ, xong rồi ha. Nhanh quá ha. Chứ mình rang lâu nó tới đường. Tức là đường mình phải để kẹo mới được. Ừ, nó dạ. Tới đường nó bị không phủ bà nội nha. Dạ. Giờ mình sẽ cho nó vô trong cái khuôn này. Mình đè nó xuống ha, cho nó chặt. Yeah. Nếu mình như mình làm cốm mình có đồ ép chặt xuất là mình phải ép bằng tay. Sao không em? Rồi nãy giờ cũng chờ được khoảng tầm 15-20 phút rồi đó. À, khui bánh nha. Nãy mình lấy cái lá chuối rồi mình đè nó xuống cho dễ. Ờ, ngon quá mẹ. Lấy cái này là ụp lại ha. Ra không? Rồi, sẽ bánh đi. Bánh thôi. Đây, đây là bánh giống như cốm ha. Cơm khô ngào đường. Tại vì cái này là nó hơi bị bể là do mình xài ít đường đó. Ngày xưa thì mẹ làm đường rất là nhiều. Nhưng mà nay thì mình cũng kiêng cử bớt đường ha. Nên là nó hơi bị bể chút. Đúng rồi. Ngon lắm. Có mùi gừng nó rất là thơm. Ngon không chưa? Thế không ăn ngon không? Phải chia bát cho thầy cậu quý nè. Không ăn hả? Sao Hùng nhâm nhâm ba hả? Hùng nhâm nhâm con. Nhâm nhâm con hả? Tròn quá hả xí? Quá tròn luôn nè. Hồi xưa vậy đó, cái trời mưa rỉ rả, cái ngồi nhai dạ. Nó tròn rụm luôn. Và ấm. Có gừng á mà. Có gừng ấm bụng. Tròn quá hả? Ngon hơn Sơ Hùng. Cảm ơn nội chưa Sơ Hùng? Cảm ơn nội chưa? Sao vậy? Quên. Quên rồi hả? Quên rồi hả? Uống nước hả? Ừ. Ăn cơm này khát nước vậy lắm. Hay tạm biệt cả nhà mình ha. Hẹn gặp lại video tiếp theo.